cho cả nhà. Thì cũng giống như mọi ngày, sáng nay tiếp tục gửi cây, đóng thùng gửi cây cho khách. Thì bây giờ em sẽ chọn ra 10 cây Mỹ Hồng gửi cho khách. 10 cây Mỹ Hồng cao 3 tấc. Đây cả nhà ơi, 10 cây Mỹ Hồng gửi cho anh này ở Châu Thành, Tiền Giang. Đây, 10 cây Mỹ Hồng. Rồi, tôi sẽ chọn ra 10 cây Mỹ Hồng. Cây nào cao to? Một cây. Để mình chân. Đây, một cây. Hai cây. Lá xanh tươi tốt, cao to. Cái này ok chứ? Ba. Bốn. Đây, cái này ok luôn. Tán đều, cao to, đẹp gái luôn. Đó. Bốn. Bốn rồi. Năm. Năm. Sáu. Ok. Sáu. Cái này đường ta. Sáu cây. Bảy. Ok. Bảy. Rồi. Tám. Tám. Tám cây rồi. Cái này ok không? Tám. Chín. Wow, ok. Chín. Còn một cây nữa là xong. Cái này ok không? Ok. 10. Ok rồi. Cây để cho khách ở Châu Thành, Tiền Giang. Đó. Vậy là vừa rồi em đã chọn 10 cây. Bây giờ là sẽ bỏ vô thùng và gửi cho khách. Rồi, em cảm ơn cả nhà đã theo dõi cái video ngắn review cái công đoạn chọn cây gửi cho khách. Chúc cả nhà có ngày thứ sáu làm việc vui vẻ nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong video tiếp theo. Bye bye.
Ha ha ha.